em có nhu cầu anh em muốn chuyển giao công nghệ thì anh em đến nha. Vui lòng liên hệ với mình số phone trên để trên màn hình hoặc là 0906 964. Rút con trống ra đi chỗ khác đi. Là anh nhảy à? Anh phân tâm các bạn, anh không biết đá con nào hết, hai con anh không biết đá con trống hàng mái ha. Rút con chim trống ra rồi anh ao liền nha. Giờ là con trống ở dưới con máy kìa. Tắt giờ con nghe hơi rồi là 38.
sàn không, bộ nhớ máy mình đầy rồi còn lại nữa nó bỏ đi à, lỡ nữa giờ qua nữa à, sàn không theo con máy nữa à, có con nào con máy nào lợi nữa, trống chiền, trống chiền, trống chiền theo lợi nữa, nó đuổi trống chiền đi, dí trống chiền đi nó vòng lại giờ. Con ma con trống ra cũng như con nó nhảy mãi luôn rồi. Mình rút con trống ra đi chỗ khác đi. Là anh nhảy à? Anh phân tâm mới các bạn, anh không biết đá con nào hết, hai con anh không biết đá con trống hay con mái ha. Rút con chim trống ra rồi anh ao liền hiểu không? À, giờ là hộp bọt ha. À, con mái bắt nhìn là anh em. À, mình rút con chim trống ra, con chim mái nó nhảy chim mái các bạn. Mình lại bắt anh em ơi. Cắt diều quá anh em ơi. Trải giờ rồi, giờ này cũng chiều anh em. Chiều rồi. Con gì không? Quải. Cần 2 tiếng á các bạn. 2 tiếng mới lụm được nó. 2 tiếng đồng hồ. Ghê, nó dữ ghê, cái sàn đá hông không à. Quải. Không có sảy đâu, đừng có lo. 2 tiếng đồng hồ rồi dầu hồi sảy. Anh em. 2 tiếng anh em. 2 tiếng rồi mới lụm được nó nha anh em. Thôi, mình cũng mới chào anh em ha. Chúc mọi người theo dõi video được vui vẻ và thư giãn. Chào và hẹn gặp lại ha.